quý vị, hôm nay thứ ba ngày 17 tháng 9 năm 2024, mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh trong buổi chào cờ đầu tuần, toàn thể cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã đóng góp kinh phí ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Bắc bị thiệt hại do bão số 3 gây ra. Dự lễ có các đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bão số 3 Yagi đã gây ra những thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo trong toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị thành phố chuẩn bị kế hoạch sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ các tỉnh miền Bắc khắc phục hậu quả bão lũ với ý nghĩa Thành phố Hồ Chí Minh vì cả nước cùng cả nước. Trên tinh thần hưởng ứng lời kêu gọi đó, công đoàn các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Thành ủy đã phát động kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cùng chung tay góp sức ủng hộ ít nhất một ngày lương từ ngày 10 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9 để động viên tiếp sức cho đồng bào ta vượt qua những khó khăn. Theo đó, đến thời điểm này, số tiền thu được là 400 triệu đồng để hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Bắc vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống sau bão, theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong thư thăm hỏi đồng bào chiến sĩ bị ảnh hưởng bão số 3 với tinh thần hỗ trợ cao nhất, nhanh nhất, kịp thời nhất đến tận tay các gia đình bị thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức phát động toàn ngành quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cùng chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 và mưa lũ gây ra, nhằm phát huy tinh thần tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam qua hai đợt vận động trong thời gian 3 ngày. Tập thể công chức, viên chức, người lao động Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã quyên góp được 707 triệu đồng, trong đó đợt 1 vận động được 313 triệu, đợt 2 là 394 triệu đồng. Ngay sau khi tiếp nhận, lãnh đạo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã trao toàn bộ số tiền hỗ trợ cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng do bão lũ. Sự đóng góp này mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, phát huy truyền thống đoàn kết của dân tộc, góp phần tiếp thêm động lực cho những người dân bị ảnh hưởng bão lũ sớm khắc phục khó khăn, khôi phục sản xuất và ổn định đời sống. Chia sẻ khó khăn và mất mát của người dân miền Bắc vùng bão lũ, toàn hệ thống Vietjet đã chung tay quyên góp với tinh thần tương thân tương ái. Qua đó, toàn thể lãnh đạo và cán bộ, nhân viên của công ty cổ phần hàng không Vietjet đã tham gia đóng góp ủng hộ đồng bào đang chịu thiệt hại do bão lũ. Cùng với đó, từ nay đến hết ngày 30 tháng 9, Vietjet sẽ trích 5.000 đồng từ mỗi vé máy bay với tổng số tiền dự kiến lên đến 5 tỷ đồng để hỗ trợ đồng bào miền Bắc khôi phục đời sống. Trước mắt, Vietjet đã trích 2 tỷ đồng để hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nước sạch, thuốc men và các nhu yếu phẩm, kịp thời cung cấp giúp người dân sớm vượt qua khó khăn, khắc phục thiệt hại. Bên cạnh hoạt động quyên góp ủng hộ, Vietjet sẽ miễn cước vận chuyển đối với hàng cứu trợ của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước đến với đồng bào vùng bão lũ trong giai đoạn từ nay đến ngày 20 tháng 9 năm 2024, đăng ký qua số điện thoại 0941 42 3632 hoặc email cứutroa@vietjetair.com. Việc cấp bách tại vùng rốn lũ làng Nũ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai thời điểm này, bên cạnh công tác tiếp tục tổ chức tìm kiếm cứu nạn là khẩn trương tái thiết, sớm ổn định đời sống người dân sau lũ. Huyện Bảo Yên đã lên phương án xây dựng khu tái định cư cho đồng bào và nhận được sự đồng thuận của toàn bộ người dân có liên quan. Về cơ bản, người dân nhất trí với phương án khu tái định cư mới, các hộ dân đề nghị kiến trúc nhà ở theo truyền thống của đồng bào dân tộc Tày được xây dựng bằng vật liệu xi măng cốt thép, đảm bảo các điều kiện sinh hoạt và sản xuất. Diện tích tái định cư cho 35 hộ là gần 9 hectare bằng nguồn kinh phí xã hội hóa. Gia đình anh Lương Văn Sơn là một trong 8 hộ được vận động hiến đất để xây dựng khu tái định cư cho 35 hộ dân sau lũ. Ngay khi được thông tin về sự việc, gia đình anh đã ngay lập tức đồng ý mà không hề đắn đo, cân nhắc. Thì lúc chính quyền địa phương về thì cũng hoạt động là cái thôn ở đây, mấy nhà ở đây thì để chia sẻ cho bà con ở bị tai hại lũ lụt đấy thì cũng
ở gia đình cũng nhất trí thôi. Anh em chúng tôi phấn đấu làm ngày làm đêm, sẽ cố gắng ở mức độ nhanh nhất. Thế và cũng được, ngoài cái việc nhanh ra thì cũng phải đảm bảo đến chất lượng. Đấy. Thế và tất cả những công trình thiết yếu của người dân thì cũng phải tính toán làm sao cho nó chi tiết, để làm thế nào đó để cái nơi ở mới là nó phải tốt hơn nơi ở cũ, thì cũng là một phần nào đó để đỡ đau xót cho người dân. Trước mắt, để người dân mất nhà, có chỗ ở, không phải đi ở nhờ, những ngày qua huyện Bảo Yên đã bắt đầu tiến hành tổ chức san gạt, xây nhà tạm cho bà con trong lúc chờ nhà mới đảm bảo thuận lợi về giao thông. Mỗi căn nhà rộng khoảng từ 30 đến 40 mét vuông, có đầy đủ công trình phụ, điện, nước. Dự kiến huyện sẽ hoàn thiện khu vực tạm cư này trong vòng 5 đến 7 ngày tới. Hôm qua, các em học sinh vùng lũ tại Yên Bái đã hân hoan trở lại trường học. Dù có những em không còn sách vở cũng chẳng có đồng phục vì nhà bị ngập lụt, sạt lở, song vẫn tràn trở niềm vui tới lớp trong sự động viên chăm lo của các thầy cô. Hiện tại đã có 436 trên 442 cơ sở giáo dục đã cho học sinh quay trở lại trường học, còn 5 trường và 1 điểm trường, học sinh chưa đi học được. Trước đó, ngay sau khi lũ rút, tỉnh Yên Bái đã huy động tối đa lực lượng hỗ trợ để khắc phục bão lũ. Đến thời điểm này, các trường bị ngập lụt đã được dọn dẹp cơ bản sạch sẽ. Hiện tại một vài trường ở thành phố Yên Bái gặp nhiều khó khăn trong việc dọn dẹp vệ sinh do mất điện, thiếu nguồn nước, thiếu hụt các thiết bị chuyên dụng. Những trường bị sạt ta luy, sụt lún công trình, sạt lở tường rào chưa được khắc phục. Hiện các trường đã báo cáo chính quyền, các cấp quản lý để đánh giá và có phương án xử lý. Theo báo cáo của Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Yên Bái, cơn bão số 3 gây ra mưa lớn, ngập úng, sạt lở đất, ảnh hưởng lớn đến các cơ sở giáo dục, gia đình, cán bộ, giáo viên và học sinh trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Có 2 giáo viên, 8 học sinh của tỉnh Yên Bái thiệt mạng, 2 học sinh bị thương do mưa bão, 28 cơ sở giáo dục bị ngập lụt, 37 cơ sở giáo dục bị sạt lở. Thiệt hại về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, sách vở ước tính ban đầu khoảng 45 tỷ đồng. Số học sinh bị mất, hỏng sách giáo khoa, đồ dùng học tập ước khoảng hơn 22.000 học sinh. Tin áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông, hồi 1 giờ rạng sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17 độ Vĩ Bắc, 122 độ Kinh Đông, trên đất liền phía đông đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, từ 50 đến 61 km/h, giật cấp 9, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây khoảng 15 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Nam trên khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 420 km về phía đông, với tốc độ 25 km/h và mạnh lên thành bão. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 10 cho đến 15 km. Thưa quý vị, hôm qua, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phạm Thành Kiên đã tiếp xã giao đoàn đại biểu tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân tỉnh Phúc Kiến Trần Đông làm trưởng đoàn, đang có chuyến thăm và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn đại biểu tỉnh Phúc Kiến, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phạm Thành Kiên đã thông tin về kết quả đầu tư của các doanh nghiệp Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2023. Hiện Trung Quốc đứng thứ 16 trong số quốc gia vùng lãnh thổ đầu tư tại thành phố Hồ Chí Minh. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Thành Kiên cho biết, để phát triển bền vững, thành phố Hồ Chí Minh luôn quan tâm đầu tư cho công tác ứng phó với biến đổi khí hậu và mong muốn thời gian tới, hai địa phương sẽ có nhiều buổi làm việc, trao đổi, học tập sâu hơn về vấn đề này. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân tỉnh Phúc Kiến Trần Đông cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình của lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời giới thiệu một số thông tin về tỉnh Phúc Kiến và những tiềm năng hợp tác giữa tỉnh Phúc Kiến với các địa phương của Việt Nam. Đồng chí tin tưởng chuyến thăm lần này sẽ thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Trung Quốc và Việt Nam nói chung, giữa Phúc Kiến và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Tối qua, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, ngày 1 tháng 10 năm 1949, ngày 1 tháng 10 năm 2024. Tham dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoàng.
Cảm ơn sự có mặt của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cùng đại diện các cơ quan lãnh sự các nước. Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh Ngụy Hoa Tường khẳng định, Trung Quốc luôn đặt quan hệ với Việt Nam là ưu tiên hàng đầu và sẽ tiếp tục phát huy vai trò làm cầu nối, thúc đẩy hơn nữa hợp tác đầu tư kinh tế thương mại và giao lưu nhân dân giữa Trung Quốc với các tỉnh thành khu vực phía Nam nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, góp phần vào sự phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện hai nước. Gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến Ngài Tổng lãnh sự, các viên chức Tổng lãnh sự quán cùng toàn thể người dân Trung Quốc đang sinh sống và làm việc tại thành phố. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoang tin tưởng, Tổng lãnh sự Ngụy Hoa Tường sẽ tiếp tục có những sáng kiến quan trọng để thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt, đóng góp tích cực vào sự phát triển và thịnh vượng chung của hai nước. Hôm qua, Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Kiến thức Ngoại giao và Ngoại ngữ Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Ngoại vụ Thành phố, Bộ Ngoại giao đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với một số trường đại học danh tiếng của nước Anh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoang đến dự và chúc mừng thành công của lễ ký kết. Lễ ký kết đánh dấu việc hợp tác đào tạo nâng cao cơ hội giáo dục trên nhiều lĩnh vực giữa Đại học Anh Quốc Việt Nam, Đại học City Central London và Trung tâm Đào tạo Ngoại giao và Ngoại ngữ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoang chúc mừng bước ngoặt hợp tác thành công giữa các đơn vị, đồng thời tin tưởng hoạt động hợp tác này còn đánh dấu sự hiện diện của giáo dục Vương quốc Anh tại Thành phố Hồ Chí Minh, hướng đến việc sớm có một trường đại học của nước Anh tại Thành phố Hồ Chí Minh trong tương lai không xa. Thưa quý vị, chiều ngày 16 tháng 9, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Trần Thị Diệu Thúy chủ trì lễ trao quyết định bổ nhiệm cán bộ Ban quản lý Công viên lịch sử văn hóa dân tộc. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Trần Thị Diệu Thúy đã trao quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về bổ nhiệm ông Từ Hồng Long, trưởng phòng văn hóa sự kiện lễ hội thuộc Ban quản lý Công viên lịch sử văn hóa dân tộc, giữ chức Phó trưởng Ban quản lý Công viên lịch sử văn hóa dân tộc. Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Trần Thị Diệu Thúy hy vọng với chuyên môn là mảng văn hóa, đầu tư xây dựng, có quá trình gắn bó với Ban quản lý Công viên lịch sử văn hóa dân tộc, ông Từ Hồng Long sẽ cố gắng nỗ lực để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ được giao tại đơn vị. Đồng thời đề nghị đơn vị tiếp tục đầu tư cho sự kiện lễ, phối hợp cùng các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động thu hút người dân thế hệ trẻ tham gia. Tin thế giới, ngày 16 tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký sắc lệnh tăng quân số lực lượng vũ trang Nga lên gần 2,4 triệu người, trong đó có 1,5 triệu quân nhân. Lần gần nhất, ông Putin ký sắc lệnh tương tự là vào tháng 12 năm 2023. Tại thời điểm đó, Tổng thống Nga đã tăng quy mô quân đội Nga lên hơn 2,2 triệu người, bao gồm 1,3 triệu quân nhân do nhu cầu đến từ chiến dịch tại Ukraine và mối đe dọa từ phía NATO. Trong sắc lệnh vào hôm qua, Tổng thống Nga cũng chỉ thị cho chính phủ Nga phân bổ các khoản tiền cần thiết để Bộ Quốc phòng thực hiện việc tăng quân, chính thức đưa quân số của lực lượng vũ trang lên 2.389.130 người. Hiện chưa rõ lý do và phương thức tăng nhân sự của đợt tăng hôm 16 tháng 9. Vào cuối năm ngoái, Bộ Quốc phòng Nga cho biết để cho công dân tự nguyện tham gia dưới hình thức hợp đồng. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ họp chính sách trong hai ngày 17 và 18 tháng 9, trong đó cơ quan này có thể sẽ công bố quyết định cắt giảm lãi suất lần đầu tiên trong 4 năm qua. Hiện giới chuyên gia đang chia rẽ quanh việc liệu Fed sẽ cắt giảm 25 điểm phần trăm hay 50 điểm phần trăm lãi suất cơ bản trong cuộc họp tới. Mỹ hiện đang duy trì lãi suất trên 5% trong hơn một năm qua để chống lạm phát. Trong bối cảnh lạm phát tại Mỹ đang giảm dần và nền kinh tế có nhiều dấu hiệu tích cực, nhiều chuyên gia kỳ vọng Fed sẽ quyết định nới lỏng lãi suất trong cuộc họp lần này. Các ngân hàng lớn của Mỹ như Bank of America và Goldman Sachs dự đoán Fed sẽ chỉ cắt giảm 25 điểm phần trăm, trong khi JP Morgan Chase dự đoán mức cắt giảm cao hơn gấp đôi. Thậm chí giới chuyên gia còn kỳ vọng Fed sẽ có hai lần nới lỏng chính sách trong năm nay, lần lượt trong các cuộc họp vào tháng 9 và tháng 11, với tổng mức cắt giảm tối đa có thể lên tới 1%. Trước đó, hồi tháng trước, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết cơ quan này sẵn sàng cắt giảm lãi suất để hỗ trợ thị trường việc làm và đạt được mục tiêu nền kinh tế sẽ hạ cánh mềm, tức là kiềm chế lạm phát nhưng không dẫn đến nguy cơ suy thoái nghiêm trọng. Ngày 16 tháng 9, Bồ Đào Nha đã kêu gọi sự hỗ trợ từ Liên minh châu Âu EU khi có ít nhất 15 đám cháy rừng đang hoành hành ở các khu vực miền Trung và miền Bắc nước này. Hơn 800 lính cứu hỏa đang chiến đấu với đám cháy thiêu rụi nhiều ngôi nhà ở ngoại ô thị trấn Alpegaria, Alpeja,
và 3 đám cháy khác ở quận Aveiro phía tây bắc Bồ Đào Nha. Cảnh sát đã đóng cửa các xa lộ, bao gồm một đoạn đường cao tốc chính nối giữa thủ đô Lisbon và thành phố Porto, đồng thời sơ tán nhiều ngôi làng. Khói dày đặc từ các đám cháy do gió mạnh và nhiệt độ cao gây ra đã bao phủ toàn bộ khu vực. Các nhà chức trách cho biết họ đã triển khai 8 máy bay chữa cháy ở quận Aveiro. Hạn hán, nhiệt độ khô hanh và gió lớn khiến việc dập lửa trở nên khó khăn. Chính phủ Bồ Đào Nha đã yêu cầu Ủy ban châu Âu cung cấp thêm máy bay chữa cháy theo cơ chế bảo vệ dân sự của EU. Các quan chức cho biết có tổng cộng 1.500 lính cứu hỏa tham gia dập lửa trên khắp cả nước khi nhiệt độ lên tới hơn 30 độ C và dự kiến sẽ duy trì ở mức cao trong 2 ngày đầu tuần. Thưa quý vị, trong thời gian qua, các nước phương Tây đang thảo luận về khả năng đáp ứng lời kêu gọi của Ukraine, đó là cho phép Kiev tấn công sâu bên trong lãnh thổ Nga bằng vũ khí do phương Tây cung cấp. Phía Nga cũng đã đưa ra những cảnh báo cứng rắn trước khả năng này. Chuyên mục Nhìn ra thế giới hôm nay sẽ chuyển đến quý vị những phân tích của các chuyên gia xung quanh căng thẳng leo thang này. Thưa quý vị, trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, phương Tây đã viện trợ cho Kiev những loại tên lửa tầm xa. Cụ thể, Anh và Pháp cung cấp tên lửa Storm Shadow, SCAF và Mỹ cung cấp ATACMS, nhưng kèm điều kiện là Ukraine chỉ sử dụng những vũ khí này để tấn công mục tiêu bên trong lãnh thổ của mình. Thế nhưng Kiev giờ đây muốn hạn chế trên được dỡ bỏ. Tên lửa Storm Shadow của Anh, hay ở Pháp gọi là Scan-AG, có tầm bắn 250 km, được phóng từ máy bay, có thể bay với tốc độ cận âm, đồng thời bay thấp và ôm địa hình để tránh radar phát hiện. Tên lửa này có độ chính xác cao, cũng như có sức công phá lớn để xuyên thủ bong ke, kho đạn dược và phá hủy sân bay. Mỗi tên lửa Storm Shadow có giá gần 1 triệu đô la Mỹ. Do đó, tên lửa này được sử dụng trong những đòn tấn công đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng, thường là sau khi một đội drone rẻ tiền đã làm nhiễu loạn hay hao tốn hệ thống phòng không của đối phương. Theo hãng tin Guardian, Storm Shadow do Anh và Pháp hợp tác phát triển. Quá trình sản xuất có sự tham gia của Italia, trong khi Mỹ cũng cung cấp linh kiện. Do đó, cả bốn nước này đều phải ký kết thông qua bất kỳ thay đổi nào đối với các điều kiện sử dụng tên lửa, ngay cả khi họ không phải là nhà cung cấp trực tiếp. Trong khi đó, hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS của Mỹ có nhiều phiên bản. Trong đó, phiên bản có tầm bắn xa nhất là 300 km đã được viện trợ cho Ukraine từ tháng 3 năm nay. Đây vốn là chủ đề tranh luận trong nội bộ chính quyền Mỹ trong nhiều tháng trước đó. Lầu Năm Góc ban đầu phản đối việc viện trợ này do lo ngại Mỹ sẽ thiếu hụt tên lửa trong kho dự trữ, ảnh hưởng đến khả năng sẵn sàng của quân đội nước này. Washington lúc bấy giờ cũng do dự trong việc cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine do lo ngại chúng sẽ được sử dụng nhằm vào mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga, khiến xung đột leo thang. Mối lo ngại đó giờ đây một lần nữa hiện hữu khi mà Kiev trong những tháng qua đã yêu cầu phương Tây cho phép sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công sâu bên trong lãnh thổ Nga, với lý do là để hạn chế khả năng Nga thực hiện các cuộc tấn công vào Ukraine. Trong nhiều vụ tấn công nhằm vào các thành phố và tiền tuyến tại Ukraine, Nga sử dụng tên lửa và bom lượn được phóng từ máy bay sâu bên trong Nga. Ukraine phàn nàn rằng việc cấm Kiev dùng vũ khí tầm xa tấn công các căn cứ không quân Nga cũng giống như việc buộc Kiev chiến đấu với một tay bị trói sau lưng. Với những điều kiện sử dụng như hiện nay, chỉ giới hạn trong lãnh thổ Ukraine, thì ATACMS thật vô nghĩa. Tên lửa này giúp ích được gì nếu như chúng ta không thể dùng nó để tấn công căn cứ và sân bay quân sự, máy bay và trực thăng của Nga? Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, việc sử dụng vũ khí của Mỹ cho các đòn tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga sẽ không thể giúp Ukraine xoay chuyển cục diện của cuộc xung đột. Ông Austin cũng cho rằng Kiev đang sở hữu những vũ khí, chẳng hạn như drone, có thể tấn công các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga, vượt tầm bắn của ATACMS và Storm Shadow. Ukraine hiện đang đẩy mạnh phát triển drone tầm xa trong nước và từng nhiều lần sử dụng drone để tấn công các mục tiêu sâu hàng trăm km vào lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, những drone này thường có sức công phá thấp, thiếu chính xác, dễ bị phát hiện và đánh chặn. Hãng tin Reuters dẫn lời nhiều quan chức Mỹ cho biết, ATACMS sẽ có thể bổ trợ chương trình drone tầm xa của Ukraine, nhưng loại tên lửa này lại quá đắt đỏ và quá giới hạn về số lượng để có thể thay đổi cục diện. Hơn nữa, sau những lời kêu gọi của Kiev trong thời gian qua, Moscow có thể đã chuyển máy bay phóng bom lượn đến căn cứ nằm ngoài tầm bắn của tên lửa Mỹ. Thêm vì tấn công sâu bên trong lãnh thổ Nga, các quan chức trên cho rằng Kiev nên tập trung vào việc chặn đà tiến quân của Nga ở miền đông Ukraine. Vũ khí, huấn luyện và tài chính, đó là những hạng mục viện trợ mà Mỹ và các thành viên khác trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO sẵn sàng cung cấp cho Ukraine.
Nhưng có một điều mà các nước này tránh né đó là đối đầu trực tiếp với Nga. Phía Moscow đã cảnh báo phương Tây sẽ vượt qua lằn ranh đỏ nếu vũ khí của các nước này được sử dụng để tấn công sâu bên trong lãnh thổ Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng việc phương Tây cho phép Ukraine bắn tên lửa viện trợ vào sâu trong lãnh thổ Nga sẽ kéo các quốc gia cung cấp tên lửa cho Kiev vào cuộc đối đầu trực tiếp với Nga. Lý do là vì dữ liệu nhắm mục tiêu vệ tinh và việc lập trình đường bay của tên lửa sẽ phải do quân nhân NATO thực hiện, chứ Kiev không có khả năng đó. Nếu được đưa ra, quyết định này sẽ có ý nghĩa duy nhất là các nước NATO, Mỹ và các nước châu Âu tham gia trực tiếp vào cuộc chiến tại Ukraine. Điều này sẽ thay đổi đáng kể bản chất của cuộc xung đột. Những nước trên sẽ bước vào cuộc chiến với Nga và chúng tôi sẽ đưa ra những quyết định phù hợp dựa trên các mối đe dọa đang phải đối mặt. Có thể Nga sẽ tấn công máy bay hoặc drone của các nước NATO gần lãnh thổ Nga. Có thể Nga sẽ tấn công các sân bay có máy bay F-16 tại Romania hoặc Ba Lan. Các quan chức Nga cũng đã đề cập đến khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật. Không chỉ tấn công quân sự, Nga cũng có thể đáp trả bằng cách chia sẻ công nghệ quân sự với các bên thù địch với phương Tây, đặc biệt là NATO, chẳng hạn như Iran, Triều Tiên hay các nhóm tại Trung Đông như Houthi, Hamas, Hezbollah. Nga cũng có thể đáp trả bằng kinh tế, với hàng xuất khẩu urani được làm giàu. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo phương Tây đang thách thức sự kiên nhẫn của Moscow, nhưng sự kiên nhẫn này có giới hạn. Cựu Tổng thống Nga nói rằng chiến dịch của Ukraine nhằm vào tỉnh Kursk của Nga đã là lý do thích đáng để Nga sử dụng vũ khí hạt nhân. Theo học thuyết hạt nhân của Nga, nước này có thể sử dụng vũ khí hạt nhân để đáp trả đòn tấn công hạt nhân của nước khác hoặc đòn tấn công thông thường đe dọa sự tồn vong của nước Nga. Nhưng ông Medvedev cũng nói rằng Nga cũng có thể đáp trả bằng một số loại vũ khí mới, không phải là vũ khí hạt nhân, nhưng vẫn có sức hủy diệt lớn. Gần đây, các ngoại trưởng Anh và Mỹ đã đến Kiev, sau đó Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Anh Keir Starmer cũng đã gặp nhau. Nhưng hai nước trên vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về việc có dỡ bỏ hạn chế vũ khí đối với Ukraine hay không. Theo ông Starmer, đây là một vấn đề quan trọng sẽ tiếp tục được thảo luận khi các lãnh đạo thế giới đến New York để dự kỳ họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc từ ngày 24 tháng 9. Những diễn biến tiếp theo liên quan đến chủ đề này sẽ được chúng tôi cập nhật trong các chương trình của HTV. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt. Thưa quý vị, trong khuôn khổ các hoạt động lễ hội Ngư Nông Cần Giờ 2024, tối qua lễ mừng công ngư dân Cần Giờ năm 2024 đã được khai mạc. Chương trình do Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cùng Ủy ban Nhân dân huyện Cần Giờ phối hợp tổ chức. Thưa quý vị, rất đông người dân và du khách có mặt tại công viên thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh để cùng chứng kiến chương trình khai mạc lễ mừng công ngư dân Cần Giờ năm 2024 với chủ đề Ngư Nông Cần Giờ âm vang miền duyên hải. Năm nay để cùng chia sẻ cũng như là quyên góp ủng hộ cho đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả thiên tai do cơn bão số 3 gây ra, thì rất nhiều các chương trình về văn nghệ, vui chơi giải trí đã bị cắt giảm đi rất nhiều. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng phát động bố trí khu vực quyên góp thể hiện tinh thần tương thân tương ái của người dân huyện Cần Giờ đối với đồng bào miền Bắc. Tại Cần Giờ, huyền thoại cá ông cứu người, cứu thuyền vẫn là câu chuyện được lưu truyền hàng trăm năm nay. Lễ hội Nghinh Ông hàng năm chính là để thể hiện tấm lòng thành kính biết ơn cá ông hay thần Nam Hải và thần biển, tổng kết một mùa đánh bắt trên biển của ngư dân và chuẩn bị cho một mùa đánh bắt mới với những ước vọng của một mùa bội thu, mưa thuận gió hòa. Điểm nhấn của lễ hội năm nay, một cái điểm mới thì đưa vào hoạt động đó là cái trình diễn, cái hoạt động trình diễn ánh sáng để nêu những cái hình ảnh đặc trưng của lễ hội Nghinh Ông và những cái hình ảnh đặc trưng của Lăng Ông Thủy Tướng cũng như là của huyện Cần Giờ. Lễ hội cũng là dịp tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nghề, yêu quê hương, biển đảo của Tổ quốc, tạo điều kiện để bà con ngư dân học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về cách làm hay, mô hình mới để tổ chức sản xuất đạt hiệu quả hơn trong thời gian tới. Qua chương trình, lễ mừng công cũng nhằm biểu dương, khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, nuôi trồng thủy sản và đánh bắt thủy sản trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2024. Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi tại Bình Dương vừa khai giảng năm học 2024-2025, chào đón gần 600 tân sinh viên và học viên cao học. Trải qua 65 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Thủy lợi là một trong các đơn vị dẫn đầu trong Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về lĩnh vực tài nguyên nước, phòng chống giảm nhẹ thiên tai.
Bước vào năm học mới, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Văn Quang, Phó Hiệu trưởng nhà trường, Giám đốc phân hiệu mong muốn cán bộ, giảng viên, viên chức tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ, chuẩn hóa chương trình đào tạo, mở rộng hợp tác, đáp ứng yêu cầu phát triển, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho mục tiêu phát triển ngành và đất nước, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết để hướng đến mô hình cơ sở giáo dục đại học tự chủ. Dịp này, phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi tại Bình Dương cũng đã trao bằng thạc sĩ năm 2024 cho 17 học viên cao học. Kỳ vọng các tân thạc sĩ sẽ phát huy kiến thức, năng lực để đóng góp nhiều hơn nữa cho cơ quan, gia đình và xã hội. Tại lễ khai giảng, quỹ khuyến học của phân hiệu nhận được hơn 300 triệu đồng từ hỗ trợ của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân, đồng thời trao học bổng cho các sinh viên có thành tích cao và các thủ khoa đầu vào trong đợt tuyển sinh năm 2024. Vòng chung kết cuộc thi học thuật cấp thành hướng dẫn viên du lịch tiềm năng năm 2024 đã chính thức diễn ra tại Trường Đại học Tài chính Marketing với sự tranh tài của 10 thí sinh xuất sắc đến từ 7 trường đại học. Kết quả sinh viên Trần Anh Phúc đến từ Trường Đại học Tài chính Marketing trở thành quán quân của cuộc thi. 10 thí sinh đã trải qua 3 phần thi thuyết minh, giải mã bí mật và kỹ năng tư duy để thể hiện tố chất, bản lĩnh và kỹ năng của mình với nghề hướng dẫn viên du lịch, qua đó sẵn sàng để trở thành ngôn sứ, truyền đạt những giá trị về văn hóa, xã hội của con người Việt Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đến với các quốc gia trên toàn thế giới. So với lần thứ nhất năm 2023 thì cuộc thi đã được nâng tầm về cả về chất lượng lẫn số lượng. 10 thí sinh được chọn vào vòng chung kết. Các bạn đã có một sự đầu tư và chuẩn bị rất là bài bản, đã thể hiện rất tốt cái kỹ năng cũng như là cái khả năng sáng tạo của các bạn, thể hiện được cái tính thu hút và cái sự vận dụng kiến thức của các bạn vào cái các tiến điểm thực tế để phát triển kỹ năng và nghề nghiệp của mình. Với chủ đề Dám tỏa sáng, dám lung linh, cuộc thi hướng dẫn viên du lịch tiềm năng 2024 đã trở thành sân chơi bổ ích cho sinh viên các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh với nhiều thử thách để tôi luyện kiến thức và rèn giũa kỹ năng, từ đó giúp các bạn có cơ hội va chạm thực tế, tích lũy thêm hành trang để vững vàng đối mặt với các thách thức trong sự nghiệp sau này. Tối qua tại nhà thiếu nhi thành phố, Ban Thường vụ Công đoàn viên chức thành phố đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động chăm lo cho con cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhân dịp Tết Trung thu năm 2024. Nhằm mang đến những niềm vui, hạnh phúc, thể hiện sự quan tâm đối với thế hệ trẻ tương lai của đất nước, Ban Thường vụ Công đoàn viên chức thành phố trao tặng 1.000 phần quà cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn. Với quyết tâm duy trì và nâng chất học bổng Nguyễn Đức Cảnh để góp phần hỗ trợ, động viên các cháu, con đoàn viên công đoàn học tập thật tốt để mai sau trở thành người công dân có ích cho gia đình, xã hội. Dịp này, Công đoàn viên chức thành phố cũng trao 54 suất học bổng cho các cháu học sinh vượt khó, học sinh giỏi và các cháu đạt giải năng khiếu cấp thành phố, các cháu đạt điểm cao trong kỳ tuyển sinh đại học. Tại chương trình, các em còn được hòa mình vào không gian lễ hội tưng bừng với nhiều hoạt động hấp dẫn như liên hoan lân sư rồng. Bên cạnh đó, các trò chơi dân gian truyền thống như hội thi làm lồng đèn, phát cổ rước đèn trung thu cũng được tổ chức để các em có thể trải nghiệm những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc, mang đến cho các em nhỏ một đêm hội trung thu gắn kết, một sân chơi lành mạnh, thiết thực, vui tươi và ý nghĩa. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.